Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bitsermon Reforged. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì lâu lắm rồi mình cũng không có làm video cho các bạn coi nữa. Thì chắc tháng 9 này mình sẽ tiến hành ra video thường xuyên hơn nha các bạn ơi. Ôi, ở đây có một cậu trainer cấp 67 đó các bạn ơi. Wow, và hình như là mặc đồ của em Charmander luôn thì phải. Mình sẽ tiến hành thách đấu đi để cho Pokemon của mình lên kinh nghiệm nha các bạn ơi. À, chúng ta gặp được con Claymio nè. Mình sẽ xài chiêu Lusterbus này nha. Trời ơi, một khúc máu luôn. Con Phil nữa nè. Trời ơi, khá là nhiều Pokemon nha các bạn ơi. Ui, Wolverine. Ủa, đây là Pokemon băng mà. Wow, cái cậu này đi phiêu lưu rồi bạn ơi. Có cả Pokemon băng ở tại cái vùng plain này luôn. Ôi, Piperro luôn nè. Wow, nó còn một chấm máu thôi bạn. Một em Latios của mình là đủ cân hết tất cả rồi. Ngấm cứ tỏi luôn. Ui, và em cuối cùng là con cúp chu. À, chết queo luôn. Và chúng ta cũng được thêm tiền nữa các bạn ơi. Thì trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành đi chế tạo thêm các cái bộ đồ trong cái Bitsermon này nha các bạn ơi. Chính xác là mình sẽ đi tạo hết tất cả các bộ đồ luôn nha. Thì chúng ta sẽ có được bao nhiêu bộ, mình sẽ cùng kiểm tra thử nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ kiểm tra từ cái mũ trước nè. Và chúng ta có được những cái mũ sắt nè, mũ kim cương, mũ vàng. À, mình sẽ qua những cái mũ đặc biệt nè. Đây là cái mũ mắt ma các bạn ơi. Mắt ma nè, Awa nè. Wow, khá là nhiều bộ nha các bạn. Flatma nữa. Quay quá chừng quá đất luôn. Thì đầu tiên mình sẽ tạo luôn cái bộ mắt ma đi các bạn ơi. Nó sẽ còn Ruby. Cái bộ Awa thì nó sẽ còn Sapphire hả. Và chúng ta sẽ tạo trước từng bộ nha các bạn ơi. Đây chính là bộ mắt ma. Ồ, nó có công thức hết nha các bạn. Và ở đây thì chúng ta có được một cái mũ mắt ma nè. Mình sẽ tạo luôn cái áo, cái quần cũng như là đôi giày luôn nha các bạn ơi. Không biết khi mặc cái bộ này á, chúng ta sẽ có được cái hiệu ứng gì không nữa. Rồi, thế là xong rồi nè. Rồi, trên người mình hiện tại đang mang cái bộ Thunder. Chắc mình sẽ cất nó vào trong cái đây với các bạn ơi. Chúng ta sẽ cất nó vào trong cái giá để đồ đi ha. À, treo nó lên giá để đồ. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mặc cái bộ mắt ma vào. Ôi, cái bộ này thì giáp nó cũng ngang ngửa cái bộ kim cương đó. Nó thua một xíu giáp các bạn ơi. Rồi, nhưng mà nó cũng không có hiệu ứng gì cả luôn. Hơi tiếc một xíu các bạn ơi. Nó chỉ mặc cho đẹp thôi nè. Ồ, đây là bộ đồ của team Magma nha các bạn ơi. Rồi, thế là chúng ta đã xong được một bộ rồi. Mình sẽ treo nó vào trong đây nha các bạn. Ây, chết. Treo lên giá chứ. Sao tôi lại mặc làm cái gì không biết nữa. Và đây chính là bộ mắt ma nè. Wow, nhìn nó cũng xịn sò vãi ha. Rồi, tiếp theo chắc mình sẽ tới chế tạo thêm một vài cái thứ của mắt ma nữa. Như là những cái cây kiếm mắt ma. Mình sẽ cần thêm những cái que phải không? Que thì mình đã có ở chỗ này rồi nè. Mình sẽ tạo thêm những cái công cụ khác. Đây là công cụ Ruby các bạn ơi. Đó, chúng ta có kiếm Ruby nè, sẻng Ruby nè. Có luôn cái cúp Ruby nữa các bạn ơi. Có khá là nhiều món Ruby luôn. Và cuối cùng là cái cuốc Ruby nha các bạn ơi. Đây chính là bốn món vật phẩm mà mình tạm chế tạo trước đi ha. Tí nữa mình sẽ chế tạo thêm các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cất tụi nó vào trong này đi. Tí thì mình sẽ đi chế tạo những cái vật phẩm sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tạo những cái bộ giáp trước cái đã. Bộ tiếp theo chính là cái bộ Awa nha các bạn ơi. Wow, bộ này thì là màu xanh hả? Màu xanh dương, màu xanh của nước các bạn à. Bộ này thì còn Sapphire để chế tạo các bạn ơi. Sapphire thì mình đã có rất là nhiều luôn. Đó, mấy cái khối sợi thì mình có quá chừng luôn nè. Và chúng ta sẽ cùng đi chế tạo thôi. Đầu tiên là cái quần Awa nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chế tạo luôn cái giáp Awa. Ôi, cái giáp nhìn như cái áo tù vậy. Và chúng ta có được một cái mũ Awa. Cuối cùng là cái giày Awa nha các bạn ơi. Đó, xịn xò con bò liền. Ôi, nhìn đồ mình như đồ tù vậy. Quái chướng à. Ôi trời ơi, nhìn nó kìa. Vãi chưởng ngàn áo Juventus các bạn ơi. Rồi, bộ này thì nó cũng như mắt ma thôi. Nó cũng không có cái hiệu ứng gì cả các bạn ơi. Và chắc mình cũng sẽ tiến hành tháo tụi nó ra luôn đi ha. Chúng ta sẽ treo lên giá hết nha các bạn ơi. Đó, treo đôi giày cũng như là cái quần vào luôn. Nhìn hai bộ nè, khác biệt vãi chưởng hả. Cái bộ màu đỏ đẹp kinh khủng luôn. Còn cái bộ Awa thì trời ơi, nhìn như cái áo tù vậy. Bộ tiếp theo chính là cái bộ Flatma nha bạn ơi. Wow, đây là bộ đồ đặc biệt của team Flatma đó. Và nó sẽ còn Crystal. Đó, nó còn thủy tinh các bạn à. Ôi, cũng hay bộ ha. Rồi thì mình sẽ tiến hành tạo nó luôn nè. Đôi giày, cái quần,
cái giáp cũng như là cái nón thôi. Đó, rất là đơn giản các bạn ơi. Đây. Wow, mình mặc vô nhìn cái bộ này nó cũng khá làm hố đó bạn ơi. Wow, nhìn như cái áo mùa đông vậy á. Ui, nó cũng có cái giáp tay luôn kìa. Giáp chỗ cái bàn tay luôn đó bạn ơi, nhìn hấp dẫn và chưởng ha. Rồi cái này thì nó cũng không có hiệu ứng gì đặc biệt cả. Và giáp của cái bộ này thì nó cũng bằng hai cái bộ kia thôi. Nó thua kim cương một xíu thôi các bạn à. Đó, mình sẽ treo nó vào đây nha. Wow, cái bộ này nhìn hầm hố hơn ha. Nó nhìn cũng na ná cái bộ mắt ma chứ bộ. Rồi, và cái áo của đội tiếp theo mình sẽ tạo đó chính là Neo Plasma. Wow, cái này thì cần thủy tinh cũng như là cần silicon hả? Rồi, rất là hay các bạn ơi. Đây, Neo Plasma. Ồ, chúng ta có được quy một cái bộ giáp luôn. Hấp dẫn nha. Mình sẽ lấy thêm silicon đó các bạn ơi. À, thì ra cái team Plasma này nó chia ra hai cái ha. Plasma bình thường và Neon Plasma các bạn ơi. Rồi cái giáp cũng như là cái nón thôi các bạn. Để mình đeo thử cái bộ này nó có hầm hố bằng cái bộ hồi nãy không nha. Rồi cắt silicon và crystal vào liền. À, cái bộ này thì nhìn nó chuyên nghiệp hơn các bạn ơi. Ồ, nhìn nó kiểu như là trang bị đầy đủ hơn nè. Ồ, cái mũ nó cũng khá là xịn sò chứ bộ. Wow, cũng như là cái áo giáp nữa các bạn. Ôi, nhìn đã thiệt sự luôn. Bộ này thì cũng không có hiệu ứng gì cả. Và cái giáp nó cũng bằng với bả cái bộ hồi nãy luôn các bạn ơi. Rồi, mình sẽ treo nó vào cái giá để đồ của mình thôi. Thế là chúng ta đã có được 4 bộ giáp đầu tiên rồi nè. Và nhìn hấp dẫn chưa? Ồ. Và cái bộ giáp tiếp theo mình sẽ chế tạo là bộ gì đây? Rocket hả? Wow, bộ giáp của team Rocket các bạn ơi, hấp dẫn, đội hổ tuyển nè. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành lấy Amethyst ra để mà chế tạo bộ giáp của đội hỏa tiễn nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái đôi giày cực kỳ xinh xò nha các bạn ơi. Wow, một cái đôi giày cổ cao màu trắng luôn. Đây là cái quần Rocket nè. Cái áo Rocket có chữ R nè. Và cuối cùng là cái nón Rocket. Ôi, nhìn như cái nón của đặc vụ hay là điệp viên gì đó các bạn ơi. Nhìn hấp dẫn nha. Wow, nhìn nó huyền bí quá vậy. Bộ đồ của team Rocket nè các bạn. Wow, hấp dẫn nha. Rồi, bộ này thì nó cũng không có hiệu ứng gì đặc biệt cả. Chúng ta sẽ treo nó lên cái giá để đồ của mình thôi. Ồ, bộ đồ khá là quan trọng đây, bộ đồ Rocket nè. Của team Rocket đó các bạn. Ôi, chữ R đặc trưng nè, nhìn hấp dẫn chưa? Rồi, cái bộ tiếp theo mình sẽ chế tạo luôn, đó là bộ gì đây? À, bộ Firestone hả? Ôi, bộ này thì chắc chúng ta sẽ tiến hành tạo luôn nha các bạn ơi. Bộ aluminum, à, chúng ta tạo aluminum trước đi ha. Bộ này cho nó dễ các bạn à. Đây là aluminum nè, không biết cái độ bền của nó có bằng sắt không nữa hay là nó hơn đây. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi. Aluminum này là nhôm đó các bạn ơi. Rồi chúng ta còn đôi giày cũng như là cái quần nữa thôi nha các bạn. Để mình mặc vô thử coi các bạn ơi. À, độ bền của cái bộ này thì nó y chang với sắt thôi bạn à. Không có gì đặc biệt cả. Nó cũng không có cái hiệu ứng gì luôn. Rồi mình sẽ tháo ra thôi. Đây là nhôm mà nên là màu nó hơi bị tối một xíu. Đây, đó, ngon lành liền. Và đây chính là bộ giáp nhôm. Trời ơi, bộ giáp nhôm đó các bạn ơi. Rồi, tiếp theo mình sẽ tạo luôn cái bộ giáp gì đây? Firestone thì mình đã có luôn cái bộ giáp rồi các bạn ơi. Ơi, mình đã tạo từ rất là lâu rồi. Ồ, cái bộ Firestone này á thì nó cho chúng ta đi ở dưới lửa mà không có bị gây sát thương nào đó các bạn ơi. Để mình đi ngủ một cái coi. Trời nó sáng rồi chúng ta sẽ tiến hành đi ra test lửa chứ các bạn coi nha. Chúng ta sẽ dùng bộ giáp này để mà đi thử lửa nha các bạn ơi. Ồ, xem Latios bay ra ngoài đây luôn. Trời ơi, ngoài đây mình có một đống lửa nè. Đống lửa rất là to luôn. Khi đi xuống như thế này thì chúng ta sẽ không bị mất máu nha các bạn ơi. Nhớ là phải đeo cái bộ Firestone đầy đủ 40 vật phẩm luôn nha. Chứ ví dụ các bạn đeo thiếu đôi giày hay là đeo thiếu cái nón thì không có tính đâu đó. Mình được cái hiệu ứng Fire Resistance nè, à, hiệu ứng kháng lửa các bạn ơi. Nhưng mà nó cứ dậy hoài luôn. Ơi, mình không có đốt cái em Sentret đó được. Tính đốt coi thử nó có cháy không. Nhưng mà không được rồi. Mình sẽ tháo cái bộ này ra luôn nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ treo vào trong giá đồ của mình đi. Đây là bộ Firestone được chế tạo từ cái đá Firestone đó các bạn ơi. Ủa, cái đôi giày tự nhiên mình mang luôn hả? Treo vào chứ.
Rồi phải đè nút shift thì nó mới treo vào được các bạn ơi. Đó, chứ không là nó tự mang luôn à. Đó, bộ Firestone đã được cường hóa rồi nha các bạn ơi. Cường hóa Unbreaking đó. Cái bộ tiếp theo đó chính là Waterstone. À, bộ này thì mình cũng đã chế tạo từ rất là lâu luôn rồi. À, đây các bạn ơi. Bộ này thì mình sẽ đeo vào cho các bạn coi luôn nha. Đó, giáp của nó thì cũng xấp xỉ bằng cái giáp kim cương luôn. Chúng ta sẽ có được cái hiệu ứng là Water Breathing cấp độ 2 nha các bạn ơi. Chúng ta cứ thở dưới nước hoài vậy luôn nha. Và cái bộ này thì nó cũng được tặng 50% tốc chạy y chang với cái bộ Firestone vậy đó. Đó, chúng ta có thể đi xuống nước được nha các bạn ơi. Ồ, mình có cường hóa cái Deep Rider ở trong cái đôi giày nữa nên là di chuyển dưới nước đó, nó rất là nhanh luôn nha các bạn ơi. Đó chính là cái cường hóa đi ở dưới mặt nước đó. Đây các bạn ơi, Deep Rider cấp độ 3 luôn. Ồ, chúng ta có thể bất tử dưới nước luôn nha các bạn. Hấp dẫn. Rồi, bây giờ thì đi lên trên thôi nè. Đó chính là cái bộ Waterstone đó. Hai bộ này với lại cái bộ Thunderstone thì mình đã chế tạo từ rất là lâu luôn rồi đó các bạn ơi. Từ những cái tập trước rồi khi mà chúng ta cần thiết đó. Ba bộ này là ba bộ giáp cần thiết nhất của chúng ta mà. Rồi mình sẽ treo đồ vào nó nhé các bạn ơi. À, bộ giáp Waterstone. Đá tiến hóa hệ nước đó các bạn. Và cái bộ tiếp theo đó chính là bộ Leafstone hả? Bộ Leafstone thì mình sẽ đi lấy đá hệ lá ra đi để mà đi chế tạo đi nha các bạn ơi. Đá hệ lá thì mình có để ở trong đây nè, 48 cục luôn. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành tạo một cái mũ Leafstone nè. Tiếp theo thì mình sẽ tạo luôn một cái giáp cũng như là một cái quần và đôi giày. Và chúng ta sẽ cùng đeo thử cái bộ này coi nó có mang cho chúng ta cái hiệu ứng gì không nữa. Tự nhiên mình nó bị vấp với các bạn ơi. Ấy, cái đôi giày nó tự cường hóa nè và chúng ta có được Feather Falling cũng như là Thorn cấp độ 3 hả? Feather Falling là cái enchant nhẹ tựa lông hồng đó các bạn ơi. Cũng như là Thorn này thì nó cho chúng ta phản đòn đánh của các cái con quái mà nó tấn công chúng ta. Nhưng mà chúng ta chơi Pokemon mà nó đâu có quái đâu. Ôi, cái bộ này như vậy là không được các bạn ơi. Vậy thì mình sẽ tạm treo cái bộ Lipton vào trong đây nha các bạn ơi. Ôi, quá là xịn sò luôn. Chúng ta sẽ cùng chế tạo qua cái bộ giáp khác nè. Leafstone đã xong rồi. À, bộ tiếp theo là Thunderstone nè các bạn ơi. À, cái bộ này thì mình đã chế tạo rồi nè. Và mình rất là hay mặc cái bộ này luôn nha. Tại vì nó tăng tốc độ 100% nữa các bạn ơi. À, bộ này thì mình có treo ở đây nè. Ôi, chúng ta bấm nhanh quá nên là nó treo vô trong cái giá đồ luôn. Đó, và đây chính là bộ Thunderstone nha các bạn ơi. Ồ, bộ này thì mình đã cường hóa được rồi. Nó cho chúng ta cái engine đào nhanh cấp độ 2 nè. Các bạn nhìn mình xài cái cúp nè, rất là nhanh luôn nha. Mình sẽ đào thử cho các bạn coi nha. Ồ, nhấp có một xíu thôi à. Đó, nó bể luôn các bạn ơi. Nhanh vãi cả chưởng luôn đó. Ôi, đeo bộ này đi mai thì ta nói xịn sò cực kỳ luôn đó bạn ơi. Cũng như là cái đôi giày của Thunderstone Boots, khi mà nó đeo đủ nguyên cái bộ giáp luôn thì nó sẽ cho chúng ta tốc độ là 100% luôn nha các bạn ơi. Đó, nó tăng 100% luôn đó. Xịn sò vãi chưởng luôn. Ôi, có một em Legendary xuất hiện kìa. Và lần này là Thunderous hả? Ôi, em này thì mình đã có rồi. Vậy thì chắc chúng ta sẽ đi ra và xử luôn cái em Thunderous này nha các bạn ơi. À, nó đang bay qua nhà của Subo nè. Đây, Thunderous. Ồ, em này nhìn kích thước nó cũng tạm được ha. Hình như là nhỏ hơn cái em Thunderous mà mình đang có đó bạn ơi. Mình sẽ xài chiêu Dragon Claw nè. Một phát nó chết queo luôn. Nó cho mình một cái đá hệ điện nè. Cũng ngon lành đó. Rồi chúng ta lại đi vào trong và cái gì vậy? Tính nói là mình sẽ đi vào trong và tiến hành chế tạo thêm những cái bộ giáp mà cái con mèo này nó không cho mình nói nữa các bạn ơi. Đúng là cái con mèo chuyên gia gây sợ cú đòi họ tiễn đi mà. Rồi mình sẽ cùng chế tạo luôn cái bộ giáp tiếp theo nha. Bộ tiếp theo đó chính là Sunstone nhé bạn ơi. Moonstone, Dawnstone, Duststone và hết rồi các bạn ơi. À, chúng ta còn 4 bộ giáp nữa thôi. Và ở đây thì mình đã có được rất là nhiều Sunstone rồi nè. Và mình sẽ tiến hành tạo luôn cái bộ giáp này nha. Hy vọng này nó sẽ mang cho chúng ta được những cái hiệu ứng đặc biệt nha. Dạo giờ thì nó chỉ có 3 bộ giáp có hiệu ứng đặc biệt. Đó chính là Thunderstone, Waterstone cũng như là Firestone thôi các bạn ơi. Ủa, cái bộ Sunstone thì nó không có hiệu ứng đặc biệt gì cả. Nó có được hai cái enchant đó chính là Protection cấp độ 4 cũng như là Projectile Protection. Cái đó là bảo vệ cũng như là bảo vệ khỏi đạn bắn đó các bạn ơi. Đều là cấp độ 4 cả luôn.
Rồi, vậy thì mình sẽ treo nó vào trong đây đi ha. Bộ này thì cũng không có gì đặc biệt đâu. Nói chung thì những bộ giáp này nó đều có độ bền gần bằng giáp kim cương. Và cái đôi giày của nó thì nó tăng 50% tốc độ chạy đó bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Bộ tiếp theo mình sẽ tạo đó chính là bộ Moonstone. Moonstone thì mình đã có chuẩn bị rất là nhiều đá luôn ở đây luôn rồi nè. Đây, cái mũ Moonstone. Cái giáp, cái quần cũng như là đôi giày thôi bạn ơi. Mở mấy cái này tạo rất là dễ thôi nè. Ồ, nguyên một bộ Moonstone đã xong. Chúng ta sẽ cùng đeo vào thử. Không biết nó có hiệu ứng gì không nữa. Ôi, bộ này thì cũng không có hiệu ứng gì luôn. Vãi. Và đôi giày thì nó có được Engine Blast Protection. Tự nhiên đôi giày là nó có Engine bảo vệ khỏi vụ nổ đó bạn ơi. Mình cũng không hiểu luôn. Rồi, thế là chúng ta lại xong thêm một cái bộ giáp nữa rồi. Mình sẽ tiến hành tạo luôn cái bộ giáp tiếp theo. Bộ tiếp theo đó chính là bộ Dawnstone. Và bộ cuối cùng là Duststone thôi nhé bạn ơi. Mình sẽ lấy cho nó đủ đá ra luôn nè. Đây, Dawnstone và Duststone mình đều có sẵn hết luôn nha các bạn ơi. Mình đã mua từ những cái ông shopkeeper hết rồi đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chế tạo cái bộ Dawnstone trước nha. Ơi, hy vọng là cái bộ này có hiệu ứng. Nãy giờ toàn những cái bộ giáp bình thường không à. Để mình đeo vào thử nhé bạn ơi. Đó, chúng ta đã xong được bộ Dawnstone rồi nè. Ô, và bộ này nó có được hiệu ứng nhảy cao cấp độ 4 luôn các bạn ơi. Ôi, nhảy cao cấp độ 4 luôn, kinh khủng vãi chưởng luôn đó. Ồ, chúng ta nhảy được mấy ô luôn các bạn ơi. Xịn thiệt sự luôn. Có khi mình nhảy được 4 ô luôn đó các bạn ơi. Wow, đây để mình xuống đây mình nhảy thử coi. Ôi, chính xác là chúng ta nhảy được 4 ô các bạn à. Quá là xịn luôn. Để mình nhảy lên nhà super cho các bạn coi nha. Wow, nhảy cao thiệt sự luôn nha. Ồ, nhảy qua đầu game Electra này luôn. Ồ, chúng ta sẽ leo nóc nhà nhà super luôn nha. Ôi, nhảy cao vãi cái chưởng các bạn ơi. Và để mình thử đáp xuống thử coi nó có bị mất máu không. Không có bị mất máu các bạn ơi, nó chỉ có cái tiếng rơi thôi. Cũng hay ha, chúng ta có thể từ trên này và bay lên nhà được nha. Ây da, bay không tới rồi. Đây, nhảy lên cái xe đạp và nhảy lên trên tầng 2 luôn. Đó, mình cũng có thể nhảy lên trên nóc nhà của mình được nè. Chúng ta nhảy lên cái ghế ngồi đi và nhảy lên tầng 2. Wow, bộ này xịn sò quá chữ bạn ơi. Dùng đi phiêu lưu rất là thích luôn nha. Có điều thì tốc độ chạy của nó chỉ là 50% thôi. Không có được 100% như là cái bộ Thunderstone đó các bạn ơi. Rồi, thế thì mình sẽ cất cái bộ này vào trong nha. Bộ này thì cái đôi giày của nó không có được cường hóa. À, những cái bộ giáp mà không có hiệu ứng thì đôi giày nó sẽ tự cường hóa các bạn ơi. Ui, cũng rất là hay ha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đi chế tạo cái bộ giáp cuối cùng, đó chính là bộ Duststone các bạn ơi. Bộ giáp cuối cùng trong cái Bitsimon Report này luôn nha. Rồi, một cái giáp cũng như là một cái nón. Thế là xong rồi. Ủa, mình đang bị lỗi Inventory Stick hả? Thôi kệ các bạn ơi. Đó, chúng ta đã xong rồi nè. Ôi, bộ này thì chúng ta có được cái gì vậy? Hình như là vẫn có Engine. Đây là Saturation cấp độ 2. Đây là cái cường hóa chống đói đó các bạn ơi. Chúng ta sẽ không có bị đói. Cái cây thức ăn của chúng ta sẽ không có bị giảm xuống khi mà chúng ta mặc cái bộ giáp này. Nhưng mà ở trong Big Seven thì mình cài đặt cái chế độ bình yên rồi, nên là thức ăn nó cũng đâu có giảm đâu. Nói chung thì nếu ai chơi chế độ bình thường thì nhớ chế tạo cái bộ giáp Duststone này nha. Nó cũng khá là thú vị đó. Nó không làm chúng ta đói bụng được. Cũng hay các bạn ơi. Wow, xịn sò cũng bò nha. Rồi, thì mình sẽ tiến hành đi treo cái bộ giáp này vào trong đây nha các bạn ơi. Treo bộ giáp này vào trong đây luôn. À da, treo vào chứ không phải là mặc vào đâu. Đó, xong thêm một cái bộ giáp nữa rồi. Và đó chính là bộ giáp cuối cùng của mình luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi chế tạo những cái loại tool khác nhau nha bạn ơi. Chúng ta có rất là nhiều cái loại tool được chế tạo từ những cái loại nguyên vật liệu khác nhau luôn đó. Bây giờ thì mình sẽ đi tạo trước những cái que trước đi ha. Chúng ta sẽ biến cái số tấm ván này thành que luôn các bạn ạ. Rồi. Và chúng ta sẽ tạo trước những cái món vật phẩm nha các bạn ơi. Mình sẽ search cái axe trước coi. Axe là cái rìu hả? Ôi, axe thì chúng ta còn có bit axe nữa. Bit axe cho nó dễ search các bạn ơi. Đầu tiên là một cái cúp ruby nè. Mình đã có được cái cúp rồi nè. Sẵn tiện thì mình sẽ lấy những cái món vật phẩm hồi nãy mình chế tạo đem lên luôn. Chúng ta có được cây xẻng, cây rìu cũng như là cây cuốc đó các bạn ơi. Ơi, mình tạo dư một cái cúp rồi. Ôi, mình tạo dư một cái cây cúp rồi các bạn ơi. Chúng ta có được ba món vật phẩm còn lại rồi nè.
Bây giờ mình sẽ tạo một cái arc nha. Một cái arc và chúng ta sẽ cần ruby nha. Ruby nè. Ồ, một cái arc đã xong. Và mình sẽ tạm bỏ những cái số vật phẩm này vào trong này hết nha các bạn ơi. Ồ, rất là nhiều vật phẩm luôn. Đây là 5 món vật phẩm được chế tạo từ ruby nha. Và chúng ta còn một món nữa, đó chính là cây búa bằng ruby các bạn ơi. Đâu rồi, cây búa của tôi. Đó, đây là cây búa dùng để đập những cái đế của quả cầu đó các bạn ơi. Rất là hay luôn. Rồi, mà bây giờ mình đã lên cái thư kỳ tự động hóa rồi, nên là không có cần cây búa này đâu. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành đi chế tạo những cái vật phẩm từ Sapphire nhé các bạn ơi. Hồi nãy là ruby rồi, bây giờ là tới Sapphire. Tạo trước 4 cái vật phẩm nha các bạn ơi. Đây, cây cuốc đây các bạn ơi. Và một cây cúp bằng Sapphire nữa. Trước mắt là 4 cái món vật phẩm này trước nha các bạn ơi. Wow, màu đỏ màu xanh luôn. Nhìn xịn thiệt sự. Tiếp theo thì mình tạo luôn một cái sẻng Sapphire cũng như là một cây kiếm bằng Sapphire luôn nha. Và thế là đã xong được 6 cái món vật phẩm của Sapphire rồi các bạn ơi. Đó, và sau một thời gian tạo thì mình đã có được tất cả các cái món vật phẩm làm từ rất là nhiều cái nguyên vật liệu khác nhau luôn các bạn ơi. Sapphire, Ruby nè, Thunderstone, Moonstone, Dustone, đồ quá chừng quá đất luôn các bạn ơi. Wow, trời ơi, nó nhiều kinh khủng khiếp luôn các bạn. Wow, nhìn đã thiệt sự các bạn ơi. Nó vừa khít với lại cái rương kim cương của mình luôn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi xuống dưới và dọn dẹp đồ một xíu đi. Wow, và đây chính là tất cả các bộ giáp mà mình đã chế tạo từ nãy giờ đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi tìm thêm những cái Zyga Core cũng như là Zyga Shell nha các bạn ơi. Trời ơi, chưa ra khỏi nhà nữa mà cái con chim này nó đã thách đấu anh rồi. Ôi, bên đây có một em boss nè. Wow, đây là Ronicoli. Mình sẽ bay vòng vòng trước cái vùng Extreme Hill. Tại vì vùng này á, nó dễ nhìn cái Shell cũng như là cái Core đó các bạn ơi. Đó, đi vòng vòng cái vùng này trước đi. Rồi từ từ đánh boss sao các bạn ơi. Tìm kho tìm shell trước nha. Ôi không có rồi, mình sẽ tạm thách đấu với trainer này đi. Trainer cấp 56 các bạn ơi. Wow, con Rainbow. Chết queo luôn. À, qua Akanai này. Phản kháng hả hai em. How đua. À dạ, không được các bạn ơi. Phải xài cái chiêu hệ khác thì mới được thôi. Đây, sẵn tiện thì đánh boss luôn. Đây là Ronicoli các bạn ơi. Đó, Pokemon Gen 8 nè. Wow, nó còn một xíu máu thôi. Chúng ta xài một chiêu nữa là em nó sẽ ngậm củ tỏi nha bạn ơi. Ngậm củ tỏi luôn. Nó cho mình một cái kinh nghiệm mà cái xài cái XS à. Xài siêu tí hon luôn các bạn. Nãy giờ thì cũng có thêm một em Legendary khác xuất hiện. Nhưng mà em đó mình đã có rồi các bạn ơi. Quanh đây còn sale hay là còn kho nào nữa không ta? Mình hy vọng là còn đó bạn ơi. À đây, chúng ta thấy được một cái sale nè các bạn. Xịn sò con bò nha. Wow, mình sẽ tiếp tục đi khám phá cái vùng này coi. Wow, bên đây có một cô gái các bạn ơi. Wow, và đây là Mututer. Coi có cái chiêu nào xịn sò không cái đã. Có được chiêu Secret Sword nè, thanh gươm bí mật. Ôi, chiêu đó để học cho kẹo dẻo đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lại tiếp tục đi tìm xe và kho nữa thôi. Wow, có một ông tiến sĩ nè. Wow, ông này cấp 64. Ô, bên đây có thêm một cái sale khác nữa các bạn ơi. Lấy cái sale trước rồi thách đấu sau nha. Wow, xịn xò thiệt sự luôn các bạn ơi. Ủa, có gì đây, Soloshit. Ui, lâu lắm rồi mình mới gặp lại em này đó. Ngẫm cứ tỏi luôn rồi. Magnet Zone, con này thì hơi trâu các bạn ơi. Mình đánh nó cũng rất là ít máu luôn đó. Rồi, nó còn một chấm rồi nè. Là một phát nữa để tiễn em nó lên đường luôn. Ngẫm cứ tỏi rồi. Soloshit nữa. Rồi, ông này rảnh quá ha. Kiếm chi hai con Soloshit các bạn ơi. Bên đây lại thêm một trainer cấp 39 nữa rồi nè. Ui, mấy em này thì mình xử rất là nhanh luôn. Tại vì trainer cấp thấp mà các bạn. Đó, rảnh củ tỏi liền. Lại đi tìm những cái xe và kho tiếp thôi. Wow, bên đây mình thấy cái gì đó nha. Hình như là một cái sale nữa bạn ơi. Wow, xịn xò con bò chưa. Chúng ta lại thêm một cái sale nữa rồi. Để mình cố gắng tìm qua đây thử coi. Còn sale hay còn kho nào nữa không nha. Có một em mức Ray hả. Ui. Wow, đây là một cái kho chứ không phải là một cái sale bạn ơi. Cái kho thì nó có một cái màu đỏ chính giữa đó. Còn sale thì không có nha các bạn. Kho là lỗi, còn sale là những cái
cái phần ở bên ngoài thôi, những cái mảnh ở bên ngoài thôi bạn ơi. Bên đây có một em boss hả? Taravia. Boss này thì chắc mình sẽ không thách đấu nó đâu. Qua đây còn sale hay là kho nào nữa không ta? Không thấy luôn các bạn ơi. Không thấy đâu hết trơn vậy. Ủa, mình gặp được một em Appleton nè. Wow, cái em này cực kỳ khó tìm luôn các bạn ơi. Wow, rất là khó xuất hiện luôn. Ủa, nó xuất hiện tại cái vùng Forest mà. Forest Hill, nhưng mà tại sao nó lại ở đây? Mình sẽ lấy Caesar ra để mà tiến hành Force Sweep cho nó còn một máu đi. Rồi thì bắt nó luôn nha các bạn ơi. À, Appleton. Xịn sò chưa? Wow, con này nhìn như cái bánh táo vậy đó các bạn ơi. Bắt không thành công rồi. Chúng ta lại qua cái quả bon khác đi nha các bạn. Force Sweep cho nó còn một máu trước đi, rồi mình sẽ bắt nó tiếp nha. Force Sweep một phát nữa nè. Và nó còn một máu rồi. Chúng ta sẽ tiến hành. Ủa, cái gì vậy? Cái gì nó hồi máu lại vậy? Force Sweep này nữa nè. Này thì hồi. Ủa, nó lại hồi nữa rồi bạn ơi. Chắc chúng ta lại Force Sweep một cái nữa đi. Con này nó nhây với mình vậy chưởng hả? Nó lại nữa kìa. Rồi chắc mình sẽ bắt nó luôn bằng quả Ultra Ball đi ha. À, cho nó vừa. Wow, em này thì cũng cấp 50 luôn. Bằng cấp với lại cái em Flapple các bạn ơi. Hấp dẫn nha. Bắt không thành công rồi kìa. À, mình sẽ tiến hành bắt nó tiếp tục bằng quả Thunderbolt nha các bạn ơi. Quả này xài cũng khá là ổn đó. Và ôi chưa được luôn. Ui, hơi bị khó bắt nha. Chắc phải Force Sweep cho nó còn một xíu máu rồi mình sẽ bắt tiếp nha bạn ơi. Nó lại hồi máu lên nữa kìa. Cái con này khó chịu nha. Thunderbolt với mày nè. Và yes, chúng ta đã bắt được em Appleton rồi các bạn ơi. Sau bao nhiêu cực khổ, sau bao nhiêu tập thì cuối cùng em nó cũng đã thuộc về mình rồi nè các bạn. Quá là xịn sò luôn. Để mình lấy cái PC. Mình cho các bạn coi thử nha. Ủa, đường lên chỗ nào vậy? Nhảy qua không được rồi bạn ơi. Chắc mình phải chặt luôn cái cây Apricorn này đi ha. Đây, chúng ta sẽ cùng lấy em Appleton ra các bạn ơi. Cũng như là Flapple, cũng như là Applin ra luôn. Đó chính là ba trạng tiến hóa của tụi nó đó. Đây chính là Appleton nữa các bạn. Đâu, em nó đâu rồi? Cho tôi coi thử coi. Wow, nhìn như một cái bánh vậy bạn ơi. Appleton. Nhìn xịn sò chưa? Con rồng nhìn ngáo vãi chưởng à. À, và em này thì không phải là á thần các bạn ơi. Con rồng mà nó có những cái con rồng con nó mọc ra từ từ tai hay từ tai nó mới là á thần đó bạn ơi. Mình sẽ lấy luôn hai em nữa đó chính là Applin cũng như là FO Flapple nhé bạn ơi. Sẵn tiện thì mình sẽ cùng coi thử luôn ba cái dạng của Applin nhé bạn ơi. Hai dạng tiến hóa và một con Applin bình thường. Xịn sò chưa? Đây, Applin nè, Appleton cũng như là con Flapple nhé bạn ơi. Wow, ở đây thì chúng ta thấy được em Appleton kích thước nó cũng khá là to ha. Tại vì nó là một cái bánh mà. Con Flapple nó như một trái táo thôi. Đây chính là Appleton của chúng ta nè. Còn Flapple nhìn nó ngáo à. Flapple. Rồi để mình coi thử coi. Cái em Appleton này thì kích thước chuẩn. Cái con Flapple thì kích thước lớn các bạn ơi. Còn Applin thì vẫn kích thước chuẩn luôn. Cũng hay ha. Mình sẽ cất tụi nó vào trong đây nha. Xịn xò quá các bạn ơi. Cuối cùng cũng đã gặp được tụi nó rồi. Ủa, chúng ta gặp được thêm một cái kho cuối cùng nữa các bạn ơi. Và đây chính là cái kho thứ 5 của mình nha. Mình đã có được 127 cái sale. Và đây thì là cái 128 chứ. 128 cái sale cũng như là 5 cái kho rồi các bạn ơi. Sao rất là nhiều cực khổ luôn. Thì cuối cùng cái kho thứ 5 nó cũng đã xuất hiện rồi đó. Giờ thì mình đi trở về nhà thôi bạn. Đó, chúng ta sẽ đi về nhà. Nhà đâu, nhà đâu. Đi về nhà và tiến hành tạo ra Zyga 100% nha các bạn ơi.
Đây, chúng ta sẽ cùng tới với lại máy hợp thể Zyga nè. Tiến hành hợp thể đó nha bạn ơi. À, ngon lanh canh đao liền. Ồ, chúng ta phải tháo cái cục này ra thì mới hợp thể được hả? Để mình sẽ làm lại thử coi. Đây, ở xem line nè, ok nè. Ồ, cái cục nó đã đổi màu rồi các bạn ơi. Và chúng ta đã có được một em Zyga nè các bạn. Wow, xịn sò combo bò chưa? Uầy, Zyga. Ôi, em này là kích thước chuẩn các bạn ơi. Nhưng mà nó trừ attack. Ôi, hơi xui ha. Để mình cho các bạn coi, chúng ta có thể change form được nè. Wow, chúng ta đã có thể chuyển qua Zyga 10% được các bạn. Và có thể cho nó học được các cái kỹ năng luôn nha. Đấy, ngon lành chưa? Zyga 50%, chúng ta sẽ học cho nó những cái kỹ năng cần thiết đi. Như là Thousand Arrow nè. Tiếp theo là Thousand Way. Và chiêu gì nữa đây? Extreme Speed đi. Chiêu này thì nó cũng khá là phổ biến nè. Và chiêu cuối cùng đó chính là chiêu Core Enforcer. Đó, chúng ta có được 3 chiêu độc quyền của Zyga. Và chiêu Extreme Speed là chiêu khá là phổ biến rồi bạn ơi. Ngoài ra thì cũng có Dragon Dance nữa, nhưng mà mình sẽ không học đâu. Và đây chính là Zyga 10% này chúng ta có thể cởi được nha bạn. Wow, nhìn dễ cưng quá chưởng hả? Đây, mình sẽ change form cho nó qua cái dạng 50% đi. Chúng ta có thể tạo luôn một cái em Zyga khác nữa bạn ơi. À, để mình tạo thử cho bạn coi nha. Chúng ta sẽ same line with Zyga. Ôi, đây là Zyga 100% rồi các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn nha. Chúng ta đã có được Zyga 100% rồi. Wow, xịn thiệt sự luôn các bạn ơi. Đây, em nó đây nè. Wow, nhìn đã chưa? Em này thì mình đã học hết các cái kỹ năng cho nó rồi đó. Để bây giờ mình sẽ cùng khám phá nó một xíu nha bạn ơi. Wow, chúng ta có thể cởi được em này nha. Để mình đi tìm em một cái mon nào đó mạnh mạnh đi. Để mà thách đấu cho em Zyga này lên 100% mới được. Bữa này có em bố mon nào không ta? Sao mình không thấy hết trơn vậy? Ui, bữa này... À, có được một cái em Machoke nè các bạn ơi. Em này chắc cũng được đó. Mình sẽ thách đấu nó đi. Đó, chúng ta sẽ còn máu dưới 50% thì Zyga nó mới chuyển sang cái dạng 100% được nha các bạn ơi. Đó, và đây. Ôi, thời khắc nó đã tới rồi bạn ơi. Và đây chính là Zyga 100% nha. Wow, nó siêu to luôn các bạn ơi. Nó bự kinh khủng luôn nè. Ôi, chắc nó cũng phải gấp đôi cái con Wyvertal cũng như là con Sinnoh quá các bạn à. Nhìn hấp dẫn nha. Ồ, chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn nó một xíu coi. Mày nè, một khúc máu luôn. Ôi, và nó đánh mình ngậm củ tỏi rồi. Ủa, sao mình không có thoát ra được? Wow, hình như là mình đang bị lỗi rồi bạn ơi. Chúng ta không có thể thoát ra cái battle này được. Mình phải end battle mới được thôi các bạn à. À, chắc bị lỗi hay gì đó rồi. Wow, xịn sò nha. Ngoài ra thì mình có thể tạo thêm một em Zyga khác. Lần này mình sẽ tạo ra 10% thôi. Tại vì mình còn có mấy cái kho cũng như là 28 cái sale thôi bạn ơi. Wow, đây chính là Zyga 10% của chúng ta nè. Wow, hấp dẫn nha. Mình sẽ học các cái chiêu chuẩn cho nó nha bạn ơi. Core Enforcer nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có được Thousand Way, Thousand Arrow. Cũng như là chiêu Extreme Speed nha bạn ơi. Đó, đều là những cái chiêu xịn sò cả. Và đây chính là Zyga 50%. Nó có chữ tiếp mu. Ủa, nó có chữ change form các bạn ơi. Còn Zyga 10% không á thì nó không có chữ change form nha. Tức là đổi hình dạng đó. Ôi, cũng hay chứ bộ ha. Để mình sẽ kiểm tra coi cái em Zyga 10% này nè. Nó có cái ability là Aura Brick các bạn ơi. Đây là ability khác nè. Còn Zyga 100% thì nó có được Power Construct nha các bạn ơi. Cái ability này cho phép Zyga 50% á tiến hóa lên Zyga 100% khi mà máu của nó dưới 50% nha các bạn ơi. Rồi cũng khá là nhức đầu đó. Em này thì kích thước lớn nhưng mà trừ speed. Em kia thì trừ attack. Trừ tấn công các bạn ơi. Cũng hơi khổ nhưng mà mình cũng không biết sao luôn. Bây giờ chắc mình sẽ chụp cho em này một tấm hình cũng như là em 50% một tấm nữa nha các bạn ơi.
Đâu rồi, em 5% của tôi. Đó, đây rồi bạn ơi. Giờ thì chúng ta sẽ treo ảnh lên tường thôi nè. Wow, xịn sò nha. Zyga 50% và Zyga 10%. Còn em 100% chắc mình không có chụp được quá. Không biết có nhờ ai chụp được không nữa. Mình sẽ tạm cóc em Zyga vào trong đó đi. Chúng ta sẽ lấy Magina cũng như là Volcanion ra để mà chụp hình cho nó dễ nha bạn ơi. Wow, chúng ta sẽ đến với chuyên mục chụp hình ngày hôm nay các bạn ạ. Đây, Volcanion một tấm và Magina một tấm. Magina bên này đi ha. Và Volcanion bên kia các bạn ơi. Wow, hấp dẫn nha. Được một cái bộ đôi nữa rồi. À, chắc tiếp theo mình sẽ chụp thêm bốn em Pokemon khác nữa. Đó chính là bốn em Tabu nha bạn ơi. Tại vì mình có mới bắt được Tabu Fini ở trong những cái tập trước rồi đó. Thì mình sẽ tiến hành chụp ảnh nó luôn. Tabu Fini nè, Tabu Coco, còn hai em nữa đó chính là Bulu cũng như là con Lele nhé bạn ơi. Rồi mình sẽ kiếm chỗ để mà treo ảnh đi các bạn. Chúng ta sẽ lại chụp lại em Tabu Lele coi. Hồi nãy nó bị full slot nên mình không có chụp được các bạn ơi. Đây mình sẽ tạm treo trên đây. Tabu Coco thì không có treo đó được, phải để ở trên cao cơ. Đây, để Coco trên đây nè, cũng như là để Bulu bên đây luôn. Wow, xịn sao cũng bò chưa. Chắc mình sẽ chụp ảnh thêm một vài Pokemon nữa. Hình như là con Hoopa chưa anh bao mình chưa chụp thì phải. Thì mình sẽ lấy nó ra để mà chụp luôn nha bạn ơi. Đây, Hoopa dễ thương. Đây nè các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành chụp ẻm luôn nha. Ồ, mình đã chụp cái dạng anh bao của nó rồi. Còn dạng thường thì chưa chụp. Mình sẽ lấp đầy cái bộ ảnh ngoài này luôn. Đó mà em Hoopa thường nha. Xịn chưa. Wow, để mình coi hiện tại mình đã có được mấy em Pokemon rồi. Ui, 847 em Pokemon rồi bạn ơi. Wow, 847 trên 890 em. Hoài cũng ra gì vãi chưởng đó. Thì để mình tiến hành mình đi test cái em Zyga 100% thử nha bạn ơi. Bên này có một ông trainer thì phải. Một cậu bé trainer cấp 48 thôi. Chúng ta sẽ tiến hành thách đấu cậu bé này thôi. Wow, dứt thôi nè các bạn ơi. Wow, làm một phát nữa nè, ngậm củ tỏi luôn. Ôi, và mình đã bị sốc đan rồi bạn ơi. Máu mình còn một xíu thôi. Và Zyga của mình đã tiến hành lên cái form 100% rồi đó bạn ơi. Wow, xịn thiệt sự luôn các bạn ơi. Zyga 100% nha. Đã chưa. Ôi, để mình coi thử cái cánh của nó các bạn ơi. Wow, nó có được 5 cánh hả. Cánh chính giữa là màu của Zyga. Cánh bên phải là màu của Sonic. Và cánh bên trái là màu của Wild đó bạn ơi. Cũng khá là xịn sò đó. Nhưng mà nó chết queo rồi. Mình nhìn lại mới thấy có được cái con Wild sao nó nhỏ xíu gì ta. Nó có chút xíu các bạn ơi. Vãi chưởng hả. Thế là em Zyga kia kích thước nó to hơn mấy em này à. Nó gấp đôi, muốn gấp ba luôn đó bạn ơi. Kinh khủng nha. Ngậm cứu tỏi luôn rồi. Suýt tí nữa là mình quên. Mình còn một cái bộ giáp nữa chưa chế tạo. Đó chính là cái bộ Galactic đó các bạn ơi. Đây là bộ đồ của team Galactic nha bạn ơi. Tại vì cái mũ của nó tên là Swat nên là mình không có tìm ra được. Trời, nãy giờ tôi tìm cái helmet làm gì không biết nữa. Thì cái bộ này á được chế tạo từ silicon nha bạn. Silicon thì mình cũng có rất là nhiều luôn. Chúng ta sẽ đi chế tạo mấy thứ này thôi. Bộ Galactic đầu tiên là cái mũ nha bạn ơi. Nó có tên là Galactic Swat nha. Đó. Tiếp theo là tới cái giáp. Chúng ta sẽ chế tạo luôn cái quân và đôi giày nha bạn ơi. Ngắn lanh canh đao luôn. Ôi, vừa đủ bạn à. Để mình thay cái bộ kia ra mới được. Đây mình sẽ thay cái bộ Thunder ra nha bạn ơi. Chúng ta sẽ mặc cái bộ Galactic vào nha. Ui các bạn ơi, đây chính là bộ Galactic của chúng ta nè. Wow, nó có chữ G hả. Và nó đeo cái mũ màu xanh. Mình cứ tưởng là cái mũ kim cương không đó. Wow, nhìn cũng khá là xịn sò đây. Các bạn nhìn nó có giống như là team Galactic không. Ôi, nhớ comment cho mình biết nha. Xịn sò liền. Vậy là chúng ta lại thêm một bộ giáp nữa rồi. Để bây giờ mình lại thay cái bộ này ra lại các bạn ơi. Chúng ta sẽ treo nó lên giá mới được. Lại mặc cái bộ Thunder của chúng ta vào nè. Mình sẽ treo bộ này lên giá thôi. Hấp dẫn hấp dẫn. Đây, và cuối cùng chúng ta cũng đã xong được hết rất là nhiều bộ giáp luôn các bạn ơi. Thì chắc video của mình ở đây là kết thúc rồi.
Ngày hôm nay rất là may mắn luôn khi mà mình đã hoàn thành xong Zaga 100%, 50% cũng như là 10% rồi nha. Và mình cũng đã chế tạo luôn tất cả các cái bộ giáp cũng như là các cái công cụ làm bằng nhiều loại vật liệu khác nhau nha. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.